mời chú chơi, mời mời chú chơi. Mời anh chị và các bạn nha. Cá hồi sống á. Cá hồi thì phải sống chứ sao. Nó trộn lên. Miễn sao cắt đứt là được rồi. Nhiều người nói là ăn cái này phải sống sống mới ngon. Đúng rồi, sống mới ngon. Sống cắt ra những cái thịt cắt cả nó phải còn tứa tứa nước mới ngon. Mời chị và các bạn nha. Chào mọi chuối đồng. Đi chào. Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tối nay mời anh chị bạn chúng ta đi đi ăn nha, đi ăn ở Cao Thắng. Chúng ta ăn ở quán Lemon Stick ở số 78B Cao Thắng, phường 4, quận 3. Hôm nay mình đi ăn món bistec nè. Đồng đi ăn nãy đi kêu đồng gì ạ? Nãy đi kêu đồng là gì? Mì ý phải không? Phải kiếp gì đó. Kiếp. Một phần trong ngồi. Mì ý, gà rán, đi chiên. Hôm nay cuối tuần nên là đồng được đi ăn. Còn có xúc xích không? Chỗ này lần đầu tiên gia đình với Lâm đi ăn nè. Hôm nay để hồi nữa coi món ăn nó như thế nào ha, chia sẻ với anh chị. Ở đây bán món bò, đặc biệt là bò mà kiểu Pháp, không biết kiểu Pháp với lại kiểu Việt Nam nó như thế nào ha. Mở khoát vô cho nó ấm. Ở cái nhà hàng này không gian cũng rất là đẹp. Xung quanh có trên lầu nữa. Ngồi rất là rộng rãi. Nhìn qua bên kia là trường Nguyễn Sơn Hà. Đối diện bên kia nữa là bánh mì Hòa Mã. Bên kia có bánh tráng nướng đúng không? Bên kia có bánh tráng nướng Đà Lạt. Ngon hơn Đà Lạt nữa. Đừng nói hồi ăn cái này xong đi ăn bánh tráng nướng. Món bánh tráng nướng là món yêu thích của bạn đồng nhỏ đó. Trước hả là ngồi chàng nó hết rồi đường á. Hồi nữa bạn chị chúng ta ăn tối xong cái mình đi dạo một vòng ha, để xem đường phố ngày cuối tuần như thế nào. Hôm nay nãy đi trên đường từ nhà qua đây thì cũng có mấy chỗ người ta cúng cua hồn á. Cúng rằm tháng 7. Ra rải tiền quá trời. Mình chờ xíu nữa nha, chờ xíu nữa món ăn ra tới. Đây. Cảm ơn em. Hồi nãy một chén súp khoai tây này ăn trước rồi. Rồi giờ đợi món bằng đầu nhỏ. Đúng là của đồng đó sao thiệt chứ lần nào đi ăn. Lần nào đi ăn cái món của bạn đầu nhỏ ra sau cùng hết trơn. Trời ơi. Ba bốn lần á đi chung. Đồng cũng ăn sau cùng hết. Món của đồng là sau cùng. Cái gì vậy? Ngồi kiểu gì vậy? Chờ té giờ. Đây là món salad với cá hồi phải không? Salad cá hồi sốt chanh dây. Sốt chanh dây. Rồi chờ một xíu nha. Món của đồng ra tới nè. Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ món chưa?
Chú chưa? Mời mọi chú chưa? Ờ. À, mì giống phở không? Phở bì phồng. Ủa cái dĩa trời, cởi áo luôn, chịu hết nổi rồi. Nó bụng quá. À, đây là bữa nay, chiều nay là nị bữa nay là nị nấu cơm nè, nhưng mà bữa nay ông ngoại qua nhà chú ở đây, thành ra này đi đòi ăn ở ngoài luôn. Trời ơi ngon, nhưng mà phải múc ra cái dĩa chứ thôi là nóng. Ơi ghim vô con, ghim vô. Rồi, nó bóc. Đúng rồi. Đúng rồi em. Ngon. Ủa? Nhén hả? Ngon, đi chờ con. Cho ba thử hai miếng luôn được. Hai miếng vậy con đâu ăn. Còn đâu mà con ăn hả? Miếng là ngon á. Nào biết lượng ngón đó. Ồ. Đây, phần này là phần cho kit nóng phải không? lau tay cái này nguội sẵn rồi. Lau tay ngon gì vậy? Ở pizza bún bê luôn. Trời ơi, khỏi nó đã, khỏi nó đã. Đúng rồi, giờ nãy nó không có nóng vậy bắt đầu nóng. Ừ, nãy không có nóng vậy bắt đầu nóng kỳ vậy, càng ăn càng nóng mà. Phải giờ này nó trễ luôn. Nãy cái phần này là bao nhiêu phần kit này nè? 149.000. Lâu lâu cho bạn đầu nhỏ đi thưởng thức. Nói chung là em ăn món Việt quen rồi, nên ra mấy món Pháp này như là thấy nó cũng hấp dẫn, nhưng mà con nít nó thích. Ủa, không phải lấy cái cây ghim, cái nĩa ghim chứ móc rồi nhở? Móc hồi dính tay em lắm. Mình ăn của mình đi. À, tập trung. Hôm nay em ăn đơn giản thôi. Cá hồi sốt chanh dây. Giờ biết mà vô nè nè. Bà chị và các bạn nha. Cá hồi sống chứ. Cá hồi thì phải sống chứ sao? Trộn lên. Gỡ rồi. Gỡ chị nơ nữa hả? Ba chụp hết rồi. Biết chị nơ có biết ăn không nữa. Nãy đi ăn lẩu dân ít. Nhưng mà nó nói là phải cho nít ăn trước. Bằng đồng nó không chịu. Cá con nít là sợ mắt xương, nên là làm ăn thịt. Mời chị nha. Mời thử miếng salad. Ăn theo kiểu Pháp thì không cần phải ăn nhiều, chỉ cần chút xíu thôi, đủ hương vị thôi là được. Ít khoai tây á. Khoai tây nữa không chị hả? À, mời chị. Chỉ là salad thôi. Khoai tây nữa không chị hả? Đó phần cá ngừ nha. Ủa, cá hồi chứ hả?
em ơi. Hơi ít trên dây. Đó, cái hồi rất là ngon. Em ơi, cho chị một bộ menu. Ăn hết vô đó thì tính. Nhưng họ khoai tây no luôn mà bỏ lại mấy đống kia. Nhưng mà ý đó là còn cái dĩa ăn chưa hết á, kêu thêm nữa hồi nữa còn mứa mỗi cái ăn chút thì nó ngon chứ nhiều là hồi là ngán ăn hết đi rồi kêu nữa. Chấm gì? Ý đồng đó là cái nước chấm còn nhưng mà khoai tây hết. Vậy lấy gì chấm? À này cắt miếng bò nữa. À, giờ tới miếng bò nha, mời anh chị và các bạn nha. Biết em cầm dao nghĩa đúng không á nha. Miếng sau cắt đứt là được rồi. Ở đây làm chín nè. Tại nãy yêu cầu làm chín. Nhiều không nhiều người nói là ăn cái này phải sống sống mới ngon. Đúng rồi, sống sống mới ngon. Sống sống cắt ra những cái thịt thứ sợ. Nó cắt ra nó phải còn tứa tứa nước mới ngon. Đó, mời anh chị và các bạn nha. Ăn được không? Cái này là người ta làm thành này. Cái này nó có cái vị không khó tả, ngon. Này không hiểu cái món ăn nó làm thành phần như thế nào nhưng mà cảm giác là cái vị nó rất là ngon. Thịt bò rất là mềm ha. Cái nước sốt BBQ này nè. Rất là đặc trưng. Nó ngon. Thử mì của đồng coi. Mì ý của đồng cũng ngon. Thường thấy mì ý cái sợi mì tròn tròn mà sau này đồng thấy giống sợi phở Vi Phong. Bò đây ngon. Một phần bò này là 140g là 149.000. Ngon nhiều khoai tây nhiều chứ hả? Khoai tây nhiều hơn hả? Giống cơm chứ hả? Ngon không? Hôm nay nó ngồi xong. Đồng nó ngon nhiều mơ ngán đó. Sao cá hồi sao? Cá hồi chứ rồi. Thì cá hồi nó vậy thôi. Đi ăn thưởng thức, đúng là thưởng thức luôn á. Mỗi cái ăn chút. Đúng là không có vị gì à. Này ăn còn phải ba cái miếng bò gì để mới thấm được. Kêu mọi người thấy em ăn mà không có sang, năm đồ sang, em muốn sang, kêu biết cách ăn, thế còn có gì mọi người đứng chê, để kêu anh chén cơm, chan nước sốt để ăn, nghe nước sốt Mỹ của con đồng, được không đồng, được không, ba chan cơm ăn được không, sao? À rồi thôi em tạm dừng đây nha, hồi nữa mình gặp nhau tiếp nha. Lo ăn.
phải tập trung nó ăn được để đồng với để ăn hết. Đó mai bảo chú đồng. Chú bảo chú buổi tối làm sao? À. Ôi, cắt quàng không được luôn. Cái đợi đấy đứt miếng thịt mà nãy giờ. Cái này đồ ngủ rồi. Rồi. Không hấp dẫn gì hết. Kinh nghiệm đi ăn mấy lần ấy kinh nghiệm. Rồi chúng ta đi về thôi. Cái bé bà vô công vợ nhà. Hả? Mì ghi chữ gì xấu vậy? À, rồi. À, ở đây rất là đẹp ha. Bữa ăn hôm nay rất là ngon. À, rồi chúng ta đi về thôi. Ở đây không gian rất là rộng, còn phía sau dài phía sau nữa, ở trên lầu nữa. Đó. Với cái chỗ để xe ở phía sau nữa nè. Đó. Rất là lớn ha. Ở đây chúng ta đi ra đường Cao Thắng. Ở đây không gian rất là sang, rất là sáng. À, hướng thẳng hướng này là mình đi tới chút là ngã ba Võ Văn Tần với lại Cao Thắng, gần cái rạp Việt Long đó. Nhưng mà ngày nay thành giống như là trung tâm thương mại nè. À đúng rồi, chứ do còn chỗ không? Nhà hàng có một lầu nhưng mà ở trong mình thấy còn có hai lầu lận. Ở phía trước mình thấy có một lầu nhưng mà vô trong thì còn lầu hai nữa. Hai lầu trong. Ừ, lớn lắm. À, chị và các bạn nếu mà đều có đi ăn ở đây thì đi ăn ở đây thì chúng ta đặt bàn trước ha, hoặc là đi sớm chứ thôi là không có chỗ ngồi á. À, rồi bây giờ mình đi dạo một vòng đường Cao Thắng rồi mình đi về. Cô đang đi đâu nãy giờ chưa ổn định chỗ anh chị thông cảm nha, đợi một xíu nha. À, con đường Cao Thắng rất là nhiều quán ăn nha. Kế bên thì có bún đậu xoài nữa nè, rồi hủ tiếu Nam Vang Thành Tính nè. À, thì ngồi ăn ở bên đây nhưng mà nhìn qua bên đây có bánh tráng nướng nữa nè. Đó, đủ thứ hết trơn á. Ăn ngon đồng. À, một phần ăn thì trung bình giá 100 mấy ha, 150, 140, 120. À, lấy tay ra. À, thẳng hướng Cao Thắng này chúng ta đi ngang rạp Đại Đồng nữa. À, rồi chúng ta đi vòng ra 3 tháng 2 rồi mình về. Còn đây là Liên Tông Tự. Một miếu Tam Tông Miếu. Liên Tông Tự thì đi nhanh. Liên Tông Tự gần nhà. Ở chỗ này bán đồ ăn vặt rất là đông nè. Chỗ này như hôm trước mình ra đây ngồi chưa lần nào luôn á. Chưa hả? Chưa có lần nào luôn á. Nhà hàng xe Ford này nè. Hả? Cái gì? Vô hẻm hả? Ngồi giờ này vô hẻm không thấy đường á. Vô hẻm thì nó hôi à. Ở con đường Cao Thắng chè chăn đi đây. Sao? Chè chăn đi đình đám. Sao đình đám? Mà ngon hả? Đang đình đám của mấy bạn TikToker. À, nói không đúng sự thật á hả? Nói là không ngon, chè thì không ngon, rồi chủ quán thì nói là ngon, rồi biết là chưa ăn được hả? TikTok thì nói không ngon. Do dạo này TikTok
người ta review, người ta có trả phí á. À, những ai nổi tiếng hay đi review chỗ này chỗ kia rồi có thu phí nên thành ra cái nào cũng cũng nói ngon. Rồi tới người ăn đi ăn người ta cầm lên. Có nhiều bạn TikToker nói là không ngon thì không ngon, không là không ngon thì người dùng bạn chủ quán với TikToker này dùng bạn. Người nói vậy người nói khác bị chổi nhau. Thôi. À, nói chung là mình muốn biết như thế nào thì mình phải đi chính mình trải nghiệm mà mới thôi cũng tùy theo cũng vậy ngon mà kiếm ngon hay dở cũng tùy khẩu vị ha, chứ nhiều khi người ta mở quán lớn hệ thống lớn sang trọng sạch sẽ nhân viên đông quá trời mà nhiều khi lên nói gì cũng hơi ảnh hưởng cho người ta. Phía trước chúng ta đó là giao lộ Điện Biên Phủ với lại Cao Thắng nè. Rồi nhanh ha, ngày này tuần trước là mình mới từ Đà Lạt về. Mới đây là tuần lễ à. Thứ bảy giờ đi thôi. Thứ bảy tuần trước là đang thưởng cái lạnh Đà Lạt. Giờ này còn đang lang thang ở. Giờ này là đang ở nhà rồi. Tối thứ bảy là về nhà rồi. Tối thứ sáu thì còn lòng vòng ở Hồ Xuân Hương, phải không? Chợ đêm Đà Lạt. Mình tính ra chỉ có chuyến Đà Lạt thì chỉ có đi một ngày đi, một ngày ở, một ngày về. Tính ra chỉ có một đêm thôi, hai đêm chứ. Đêm đầu thì không có đi đâu. Đi hai đêm ở hai đêm đồng số có hai đêm nó mong về gió rồi mà đồng nhỏ chảy mũi sốt thì ra đi có ngày thứ sáu thôi lên bữa thứ năm thứ sáu là đi lòng vòng mấy điểm có quay clip gửi anh chị thứ bảy buổi sáng rồi buổi trưa ra sân bay rồi về lại Sài Gòn thì thời tiết buổi trưa hơi nóng, buổi tối dịu mát cũng đỡ. Ở chúng ta đang quẹo con đường 3 tháng 2 cũng như con đường Trần Quốc Toản đi về hướng Ngã Sáu Dân Chủ. Nói chung bữa ăn hôm nay thì ngon nhưng mà lâu lâu ăn lần, chứ ngày nào cũng ăn thì ngán tiền. Đúng mà đồng nhỏ. Mình đang có biệt cầm. Hồi đó đó là City City Max Cộng Hòa. Ở đó không mạng ta. City Max á. Maxi Max. Hồi đó vô được đi siêu thị này với hai á. Hai làm hai nhận được luôn cái đầu tiên á, được đi siêu thị này với hai, lần đầu tiên đi siêu thị á, thích lắm nha. Hai mua đồ Tết về á. Giờ đó anh đi vô đó coi phim lần phải không? Coi phim lúc đó phim gì đó, phim phim giao thư do báo gì đó không biết. Mình đang chọn. Buổi tối cuối tuần ở Sài Gòn nhộn nhịp ha, xe cộ đông đúc. Đặc biệt hôm nay là phố đi bộ cũng như là bến Bạch Đằng rất là đông. Hả? Đồng không biết chỗ này đâu, đó giờ chưa đi chỗ này đâu phải không? Đó giờ Đồng chưa đi đường này đâu. Đường này ra sân bay mà đúng rồi. Không phải không? Mới xin đi sân bay về đi đường này nè. Ủa Đồng nhớ luôn hay thiệt á. Mọi lần đi xuống cô Hương cũng đi đường này nè. Ủa sao nhớ hay vậy? Bữa đi sân bay nó ngồi trong xe thôi nó còn nhớ. Ba. Nhưng mà ban ngày với ban đêm nó khác. Đồng nhớ đường.
bữa đi từ sân bay về đi Đà Lạt về đó, thì đi ráp từ sân bay về đi anh chạy ráp, anh chạy lòng vòng theo bản đồ nên là có đi ngang đây đồng nhớ đường, đồng rành đường chị Thu luôn á. Rồi sao à? Đúng rồi, nó ở khách sạn nó ngủ giấc là nó tới sân bay rồi. Ở sân bay chưa kịp ngủ lên tới mới đã lên. Rồi đường đông quá rồi, chắc thôi video clip ngày hôm nay đây tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hình ảnh ở Cao Thắng về đêm cũng như quận 3 về đêm và những quán ăn Lemon Stick gửi bà con cô bác xem. Và có thêm một địa điểm nữa ha, để khi mà có dịp cùng với gia đình bạn bè đi ăn thì cũng có thêm một địa điểm nữa để lựa chọn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đồng bye bye mọi chú đồng. Đèn đỏ nữa rồi. Đi bye. Hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo. Chúc anh chị và bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Không dừng hai cái đèn đỏ mới qua được cái ngã tư này.